Thưa quý vị, giải phóng mặt bằng tái định cư cho các dự án trọng điểm vẫn đang là vấn đề còn nhiều bất cập trong thực hiện kinh tế xã hội thời gian qua. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì sự vào cuộc thiếu quyết liệt và đồng bộ của các cơ quan, đơn vị địa phương được giao khiến cho không ít dự án phải kéo dài thời gian thực hiện. Tại khu quy hoạch dự án khu đô thị Đại học Huế được quy hoạch từ năm 2004. Tuy nhiên đến nay đã gần 20 năm nhưng rất nhiều hộ dân vùng quy hoạch vẫn đang mong ngóng từng ngày để được di dời tái định cư. Để giải quyết nhu cầu bức thiết này của người dân, đơn vị thực hiện dự án tái định cư 2 Đại học Huế là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh cũng đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công dự án quan trọng này. Sống tại khu vực vẫn thường được gọi là làng Đại học Huế, bà Nguyễn Thị Na đã chứng kiến rất nhiều hộ gia đình được tái định cư sang nơi ở mới. Thế nhưng mòn mỏi gần 20 năm nay, bà vẫn chưa được nằm trong danh sách được đền bù tái định cư. Gia đình từ chỗ chỉ có hai vợ chồng bà sinh sống tạm để làm ăn. Giờ đây, con cái bà đã lập gia đình, có con nhỏ. Nhưng điều kiện sống vẫn rất tạm bợ, nhà cửa ẩm thấp nhưng không thể sửa sang, bởi đây là khu vực nằm trong diện giải tỏa, không được cơi nới xây dựng. Tôi lên ở đây là 27 năm rồi, mà tại vì cực khổ quá mà ăn tạm ở bờ đi cho con chưa làm cuộc sống ngay mô được ngay, thì cho con ở đây thẳng có thoải mái bằng là chưa cao dưới nước để cho dân đi ổn định. Dân quá khó, họ cũng muốn đi hết, chẳng phải là riêng chứ chắc mình. Tại vì họ nói là ở hoàn cảnh mà cứ ngày nào, như ngày nào đi thì hỏi mưa một cái là sập nhà. Chứ khi mỗi lần làm lên thì cũng có để khả năng mà làm hoài làm mãi. Con cái thì càng ngày càng lớn. Thế giờ chứ cũng có chỗ ổn định án cứ lạc nghiệp để sau này tương lai cho con. Mong muốn sớm được hỗ trợ di dời tái định cư, vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa sớm trả lại đất để Đại học Huế hoàn thiện cơ sở vật chất cho khu đô thị Đại học Huế, cũng là mong mỏi của rất nhiều cử tri phường An Cừu được gửi gắm qua các buổi tiếp xúc cử tri tại đây. Ở đây 15 năm rồi, mới chưa cực quá rồi, chưa dời cho nước thôi. Chính cho nước mong muốn để cho tôi để kiếm nơi ăn chỗ ở để cho ổn định. Có chết nữa yên thân. Chứ di dời mà vẫn là sửa chữa làm gì không được hết. Như mong muốn bà con là ai cũng ưa muốn đi sớm để an cư cho hàng ổn định nữa. À, cũng khó khăn làm gia cửa sập nát hết chỗ đó. Cho nên mà xây dựng thì họ không cho xây dựng. Ở che mỗi năm mới thấy đấy. Mỗi năm mới che, mỗi năm mới thấy rồi đó. Như giờ trẻ đến cư thì mong ước nhà nước để thanh toán cho dân để cho ổn định và cuộc sống và đoan hoang và tự tế thôi. Trước những ý kiến kiến nghị chỉnh đảng của người dân nơi đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh là đơn vị được giao thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế để nhanh tiến độ thực hiện dự án này. Với tổng mức đầu tư thực hiện dự án là hơn 255 tỷ đồng, từ khi nhận bàn giao dự án từ năm 2018 đến nay, Ban Quản lý Dự án đã tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng, triển khai các hạng mục thuộc gói thầu xây lắp gói thầu số 12 và dự kiến sẽ ký hợp đồng trong tháng 7 này. Đồng thời các hạng mục như xây dựng phần kè và mương hở thoát nước trên phạm vi đất đã bàn giao mặt bằng cũng sẽ được khẩn trương triển khai thi công trước mùa mưa bão đến. Tuy nhiên, thực tế thì với diện tích toàn bộ dự án là 13,44 ha, trong đó phần diện tích ưu tiên thực hiện trong đợt 1 là 8,2 ha. Nhưng đến nay, Ban Quản lý Dự án chỉ mới nhận bàn giao 6.799 m2 đất. Số diện tích đất còn lại vẫn đang được tiến hành kiểm kê áp giá và thông báo niêm yết phương án bồi thường phân mô mả, dự kiến sẽ được phê duyệt trong tháng 7 năm 2022. Một số phần đất nông nghiệp vẫn chưa được áp giá bồi thường bởi đơn giá bồi thường cây trồng năm 2022 vẫn chưa được cấp có thẩm quyền ban hành nên chưa có cơ sở để triển khai tiếp các nội dung tiếp theo. Đây cũng là điểm nghẽn mà Ban Quản lý Dự án sẽ cố gắng giải quyết để nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ của dự án. Hiện nay thì với phần đất giải phóng mặt bằng đợt 1 thì khoảng mới là 6.799 m2 trên diện tích khoảng 8.2 ha. Thì chúng tôi sẽ cố gắng là thi công trên phần đất đó. Còn phần đất nông nghiệp và thì hiện nay đang hoàn thành công tác ấp giá, thì khi nào mà được Trung tâm Quỹ đất thành phố Huế bàn giao thì chúng tôi tiếp tục triển khai thi công trên cái phần đất đã được giải phóng mặt bằng. Với tư cách chủ tư thì chúng tôi rất khẩn trương để mà sớm khởi công công trình này theo kiến nghị của người dân.
Tuy nhiên hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng còn một số vướng chưa bàn giao hết được, nên chúng tôi sẽ thi công được mặt bằng xong đoạn nào chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị thi công tranh thủ thi công đến đó để mà sớm mà hoàn thành dự án. Thực tế cho thấy, với những người dân tại khu đô thị Đại học Huế đã được di dời tái định cư trong các đợt trước, cuộc sống của họ tại nơi ở mới đã ổn định hơn rất nhiều so với trước đây. Đó cũng là lý do mà những hộ còn lại càng mong mỏi hơn việc được an cư lạc nghiệp và mong rằng các đơn vị liên quan sẽ sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để người dân sớm được tái định cư, đồng thời xây dựng khu đô thị Đại học Huế khang trang hơn, xóa bỏ tình cảnh sống treo hơn 20 năm nay của người dân nơi đây.